Mến chào quý vị đến với kênh Hai Lúa Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Hoa đang có mặt tại đường Nguyễn Văn Linh, phường Long Hòa, quận Bình Thủy của thành phố Cần Thơ. Thì lần trước ba của Hoa đã cưa cây bần ở đây khoảng 4-5 tháng rồi. Bây giờ sẽ tiếp tục qua để cưa lại cái phần gốc, do chủ nhà sợ đổ ngã qua bên phía bên kia. Quá trời nhiều dây leo luôn rồi nè. Nó nghe nè, cái chuồng gà này trèo lên té nghe. Tại tôi dẫn được dây gà chứ nó không có cứng. Xin mời quý vị cùng theo dõi xem ba của Hoa sẽ cưa cây gốc cây bần này như thế nào. Đây cái cây bần nè, nãy tao vô tao không biết cây bần luôn. Gì đâu mà cỏ dây leo gì quá trời, quá trời nhiều. Bao cái bằng lên leo rào qua bên kia để chưa ba la qua giùm luôn với cái máy chưa rồi mới chưa gì hết cái giọt nước nhiễu được cái cam tôi hỏi ra đây cho tôi một cái đi chu quanh cho nó chống. Hiện tại thì trời đang mưa lâm râm luôn và cái gốc của cây bần nè dì giác quá nhiều luôn. Tôi lớn nha anh Tùng. Bà của Hoa có sử dụng một cái bả lan nữa nè. Ồ, lan. Để kéo cái phần gốc cây bần. Kéo bả lan qua bên kia. Bả lan nó còn được cao gần 10 kg. Có chú đường đi qua nữa. Cô rất là đường. Mà bây giờ mà nó rất là rậm rạp. À, chú đường cũng leo qua nữa kìa. Qua đây nè. Vòng qua đây nè. Qua wow, trời mấy cái dây giác nó leo dữ thiệt chứ. Này cưa được 4-5 tháng rồi đó. À, hiện tại thì trời đang mưa nha cả nhà. Còn quên bữa nay cái đang mưa lâm râm. Ba của Hòa kéo cái này xuống thôi cũng hơi mệt à. Còn chưa thấy được cái gốc nó như thế nào. Gốc của nó đã thì, quá trời quá trời giác rồi nè cả nhà. Tính mít luôn. Chú đường làm gì ho dữ chú đường. Đang kéo thì nó rồi. Ồ, rất là trơn luôn á. Wow wow, thấy được cái lưng nữa rồi kìa. Cái phần da nó rất là trơn. Bảo 2 ngày nữa bảo là đúng rồi cả nhà. Wow, chị dữ giác. Thì cả nhà trời trời cái bận chứ đường qua anh kia thấy được phần gốc rồi la trời trời cái bận. Bốn năm tháng trước thì ba của Hoa qua đây cưa mấy nhánh xong rồi có hứa là sẽ quay lại. Tại vì lần đó đi thì có bác Út đi theo mà không có đem theo cái máy cưa lớn nên không có cưa hạ được cái phần gốc. Bây giờ quay lại để cưa hạ cái phần gốc của cây bần. Ồ, dây leo lên cái camera. Ngay đây là cái hàng rào nè, hàng rào giáp ranh giữa bên gara sửa xe và một cái vườn hồng. Ngay đây là cái vườn hồng. Đây là đa số là hoa hồng, hoa giấy. Đưa cái dây ra cái lỗ cây
Thì chắc là ba cũng cột dây luôn rồi, không có kéo phần dây giác nữa. Cột dây kết vào cái bả lan. Hiện tại thì trời cũng đang mưa, nếu mà có hạt mưa nào mà dính vào camera làm mờ thì mong quý vị cũng thông cảm bỏ qua cho Hoa nha. Thì bà dự tính sẽ mưa như thế nào anh? Cắt ngang như đây luôn. Ồ, cắt ngay cái phần eo hả? Đây cái phần gốc nè. Cái bằng ở phía đằng kia kìa. Ba của Hoa kích cái bả lan ngay đây nè. Vào một cây cây nhỏ. Cây này cây gì không biết. Nhãn. Cây nhãn. Ở miền Tây không biết cây nhãn luôn. Trời ơi. Mấy YouTube đang đi qua cái mấy cái nhánh bần đã khô rồi. Đây cái bả lan nè. Xét lên rút gần đây nè. Cái này là mình đang giãn ngốc làm gì ba? Cái này là nấu vô luôn. Nấu là ăn cảo về vô. Hồi đó sử dụng cái tời, bây giờ sử dụng cái bả lan luôn rồi. Cái ngốc nó giống như cái mà ní. Này ba có lòng chơi tới xích luôn. Trời ơi, ngốc rất là to. Bả lan xích đi. Nè, cái ngốc nó to, nó sử dụng. Cộng nghiệp xích. Rồi tay trơn quá không có dặn ngốc được. Tay anh ba cái đầu này thì sẽ kích hai cái đầu dây, một sợi là sẽ chịu cho đời, vì thế bị ngã rồi em kia phải dùng dây kéo. Phải sử dụng thêm cái sợi dây thừng nữa. Sợi dây thừng và cái bả lan và kèm theo là cọng dây xích lớn. Ba cái bạn đang nói dây rồi. Rút vô thử coi. Rút vô thử coi. Bả lan này nó hơi chó phải không bà? Bà kéo là kéo phải chuyển cái là phải dựng lại. Cái hồng là nó tụt. Ba chục nữa rồi, tiếng nha. Vậy đang lên từ từ. Này hồi vô khách hàng tắm mấy bịch thề bông quá. Đầu dây thì ba của Hoa sẽ cột vào cây dừa. Một đầu thì cột vào cây nhãn. Các ba của Hoa cưa ngàm để đi lên quá. Có dây leo quá nhiều. Và cái hàng rào đó cũng rất là yếu. Chắc là bà của Hoa sẽ đứng trên hàng rào để cưa ra. Ah.
chậu. Mấy tháng bự thì em làm cũng còn ngắn. Đó, giờ mới giống như cái bầu vậy đó.
rồi bây giờ cắt cho một đường đi qua bên kia luôn, miệng từ bên đây qua miệng bên kia để dễ canh. Bà của Hoa đã đi xuống phía dưới để qua bên đây chắc là cưa thêm miếng nữa cho nó lứt luôn rồi né qua một bên. Căng dây rồi nè. Quá căng rồi đó. Bà của Hòa đi xuống để điều khiển phụ. Đi vậy. Trúng nhẹ miếng tôn bên kia. Hên.
hai cái hàng rào luôn ở chính giữa, nó cái nó đâu giống cắt giữa. Cắt nước luôn là đó. Không, cái hàng rào bên đây và một cái hàng rào bên kia kìa. Ôi tét da kìa. Nguyên một lóng như vậy mà cưa chỉ móp một miếng ton thôi. Cũng rất là hay à. Mày cũng hay lên bẻ miếng ton lại. Hơi cong cây sắt một chút. Đây cái lưng đỡ lên luôn rồi. Cái này mình đỡ, mày mai đầu coi. Mai đầu dây nữa. Này cái phần chính giữa này mấy gây cấn hơn nữa nè. Ngay cái hàng rào luôn. Cho hai đầu dây cho bằng để một cọng dây kéo và một cọng dây điều khiển. Có một dây giữ lại và một dây điều khiển. Cho bằng dây coi. Bằng đầu dây. Cái đầu dây dùng sao kéo lên. Chưa mà đi xuống mà. Bà có hòa cắt nguyên một cái chắc là cắt thêm một mấy ngàm để cho cái sợi dây nó không bị tuột. Lộn qua cây sắn. Để cây sắn đỡ lại một chút. Nó đều đây nha. Cầm xuống ta, cầm xuống dùng rồi. Ủa, kéo hai sợi dây một chỗ luôn hả ba? Kéo hai sợi dây một chỗ luôn rồi, chứ không có sử dụng một sợi dây vịn lại. Có nó chuột à? Đúng rồi, cột hơi lên vậy đó. Có một dây đâu không cột. Kiếm có một dây không chứ. Hồi nãy thì Hoa tưởng là ba của Hoa sẽ cưa phần giữa ra riêng. Bây giờ cưa xuống phần gốc luôn rồi. Máy cưa hết xăng rồi, phải lấy máy nhỏ cưa mở miệng. Mm-hmm.
giờ bắt đầu chúng mình nhau chất dây. Kéo ốp cái hàng rào vô trong. Bẻ cho thùng hàng rào trước để không hồi gãy luôn à. Khó sửa lại. Rồi kéo đi chú ơi. Ta cũng hòa mới cưa cái miệng ở phía dưới để cho nó không bị cấn. Nó đã hơi qua từ từ rồi đó. Ta cũng hòa đu dây luôn. Chưa được. Chắc nhìn trong màn hình thì quý vị cũng không hình dung nổi cái phần thân của cây bần này lớn như thế nào. Mạnh luôn. hết luôn là chưa đường nằm luôn. Hên không có trúng cái cây gì luôn. Vừa hết dây để cảo luôn. Như cái cọng dây này 50 mấy mét chập đôi lại. Cây chà bá luôn. Cái đâu luôn là ngã ngược luôn á. Đứt luôn là ngã ngược. Nó ẩn ngay đây nè. Ngay trên giấy á. Ơi. Dây, bông giấy. Bông giấy. Mấy cậu bể tao dựng cái đó. Cái này phát bao nhiêu quạnh anh cậu? Cái này gần 300 quạnh á. Gần 300 quạnh. Đo lâu rồi, gần 300 quạnh. Cái phần lóng cây à. Nằm giữa hai cái hàng rào. Cái này tao không có làm gì đâu, tao bỏ luôn. Tại vì bỏ đi. Bên người khác rồi. Yeah. Bên đây là cái này tao chưa khai thác, nhưng mà nữa sau này tao làm tao cũng lấy đem vô bè cho tao làm. Mà tới đó là chắc cây cũng mục rồi. Tại vì á, cái cây này là của chủ đất khác, mà nó ghe qua vườn hồng. Yeah. Vườn hồng mới là xin là đốn, vườn hồng trả tiền. Yeah. Nhưng mà hổm là đốn một lần hổm rồi là. Cái anh Tám bên này anh nói cưa giùm một cây bần, hỏi là bự nhỏ, anh nói nhỏ xíu à, cho nên đem cái máy kìa đó, đem máy đu cục đó dưới cái 023 rồi làm được phần trên rồi dưới là bó tay, và đây đem cái hai cái máy bự mà cũng chưa tới nữa,
Tại vì hổm mình thấy nó nhỏ bây giờ bự bự hơn. Rồi coi nè, hổm một hổm nữa. Khoảng 300. Hai người không? Quá trời được kính rồi. Bà đòi cái ở dưới cái gốc kìa, đòi bao nhiêu gan? Gần 5 gan. Gần 5 gan. Gan 20 phân. Gan này 22 phân. 22 phân. Gan này đi kìa, quá trời luôn. Mà nghe bây giờ là hôm nay có cái chuyện vui là có nhỏ cháu nó mở cái công ty du lịch gì đó. Nó nói không đâu tham quan thử rồi trải nghiệm xem như thế nào. Dạ. Ôi, giờ là ba cao ơi. Ba cao à, ơi, sao không vậy? Mình vòng qua đây ha. Dạ. Bây giờ vậy là mình đi về cái đường bên đây đây thôi, cái dễ về. Dạ, dạ. Rồi vậy không? Chứ là mới xách cái giáp của chú vô dùng nha. Dạ. Cầm đi vòng nữa luôn rồi. Chết bồ gom đồ rồi. Nó bị hư ngay phần nhánh này nè. Bởi vì nó muốn bọng, nó muốn gãy ngang. Đây cái phần gốc của cây bần ngay đây. Mà hồi nãy thì nó nghiêng qua tới bên cái phần camera bên đó đó. Bà của Hoa ôm cái bả lan. tưởng ăn trộm đồ trong vườn tao. Giống này ngao sọt hết rồi, giống bắt ngao quá. Trời ơi, thấy một cái giọt luôn tung đó. Này, cái cây nó bọng phía trong luôn à. Không biết quý vị có thấy rõ không nè. Này, cái cây nó cong rồi nè. Thôi Hoa cũng xin tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Hay là cái đít nặng cái đầu. Nếu thấy video này hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.